rưỡi à. Ồ. Tiếng rưỡi à. Ngày chỗ đó là tiếng nhiều chỗ gì thầy? Đó là quận 2 hả? Dạ ở chùa gì vậy thầy? Dạ chùa Minh Đức. Xin chùa Minh Đức. Chùa Minh Đức quận 2. Thì đang cắt cây Bồ đề cái ngày thứ tư thì thầy qua thầy nhờ giùm. Có mấy cây Bồ đề, có một cây Bồ đề nữa. Nhưng mà thì mình mấy một nhánh này chứ thôi. Dạ. Để chữa lửa, chữa lửa nhà người ta thôi. Rồi xong rồi sắp xếp về hỏi thầy chú là coi để tỉa hết cái khu rừng của chùa luôn. Dạ. Cái công viên của chùa luôn. Dạ. Thấy vậy dắt thầy đi luôn rồi về đấy. Để cũng làm này bữa nay rồi cái còn ngày mai có thấy ngày mốt nữa, tại vì cái này nó xuống nó lâu lắm. Dạ. Né cái nhánh trên nó xuống nó cạn nhánh dưới. À. Lâu. Dạ vậy con giữ mình sơ sơ cái con. Dạ dạ dạ. Dạ. Nó thấy cái cây mà còn biểu diễn nữa chứ lấy chân lại xuống. Dạ. Nhức đầu thật. Chứ này như là con hay sao? Dạ con trai. À, con trai phải không? Dạ. Chứ có một cái clip gì mà cưa như ở đình hay sao đó mà bỏ vậy này lại ngã cái hai cây lượt á. Dạ cây ở Trà Vinh cây dầu. À. Hai cây dầu lớn. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay là ngày thứ tư mình ở chùa Phổ Phước, nhưng mà có một công việc đột xuất nên là có một sư thầy chạy xe 7 chỗ đó qua rước bà mình để đi qua cái chùa đó nè. Đây nè. Đi qua bản không biết cưa cái cây gì nữa này. Thì mời quý vị khán giả xem là bà mình sẽ đến ngôi chùa nào ha. Con đi chỗ này luôn không? Dạ. Đây. Cái này thằng con trai con. Dạ. Dạ nó làm YouTube. Thầy đang lấy xe. Đây thì bây giờ khoảng sau khoảng thời gian khoảng một tiếng rưỡi thì bây giờ mình đã và ba mình và cùng nhóm anh em thợ cưa có mặt tại chùa Minh Đức. Đây thì bây giờ đi vào bên trong thấy gì? Thì hình như nghe nói là hôm nay là mấy cái cây sao nó bị gãy cái đọt. Thì đến đây cũng là cũng đã trưa rồi, thì cũng 11 giờ rưỡi rồi, nên là cũng có thể là sẽ nghỉ trưa ăn cơm và đầu giờ chiều mới làm. Thì ba mình lên trên đó rồi lại Phật. Wow, vậy là cái nhánh sào này rồi quý vị ơi. Qua wow, trời nó tét rồi kìa. Đè lên cái mái tôn mái nhà luôn. Wow, cái lá nó cũng bị héo rồi đó. Nó còn nguyên hả? Ừ. Cái cường nhỏ thôi hả? Nhưng mà chưa gãy nhưng mà chắc luôn luôn. Sẽ để gì sao giống phải không? Ừ. Thôi nghĩ để cái nhánh này rất là bự luôn. Ừ. Chứ sao để nè, cưa này để kia không nhóc á. Nó bị tét này nè. Quá wow, trời cái nhánh to. Đây là bên dưới này nè. Quá trời con ong nó bự. Ông là ông chúa. Cái ông chúa là nó không có cây kim. Ừ. Ồ là. Cái ông chúa, ông mật chúa nó không có cây kim. Nó không có chích. À. Ông chúa nè lúa.
Hôm nay bà mình đi 4-5 ngày rồi, coi kìa râu ghê ra gặm gặp chân. Ông này là ông chúa này, nhưng mà con ông này nó mới tách bầy nè, con ông này ông kêu ông tơ đó nè. Con ông chúa nó không có cái kim. Ông chúa nó không có kim à? Ủa nó bay được bà? Rồi, cái bị hư cánh hay gì vậy? Nó bị gì mà nó không bay được. Hư cánh hay gì vậy? Bị dập cánh. À, chứ nó bay không được nè. Ủa cánh nó chưa bung ra gì vậy? Cánh nó bị dập lại. Này là ông, ông nào ông ý cái gì? Nó rất là hung dữ. Ổ trên đó đó, ổ lớn lắm. Ổ nó dài chắc cỡ 8 tấc rồi đó. Đây nè. Con sóc vàng ghê luôn cái gì. Đó. Chạy nhanh quá. Đây thì đang làm đồ ăn để đãi mình nè quý vị. Lấy cái dĩa, múc hai dĩa cho được sao? Dĩa vô đây nè. Canh chua. Mời quý vị khán giả dùng cơm nha. À, mình xin gác máy quay để vô mình dùng bữa. Chào quý vị khán giả nha. Thì bây giờ là giấc trưa nè, 1 giờ đó. Thì bây giờ ba mình bắt đầu tiến hành leo lên để cắt cái nhánh phía trên này nè. Thì mời quý vị khán giả xem là ba mình sẽ xử lý cái tình huống cái nhánh cây này như thế nào ha. Cảm ơn quý vị khán giả trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Vua Khỉ Miền Tây. Xin cảm ơn rất nhiều. Đây, nãy mình mới leo lên cái bờ tường, leo lên đây là hôm mình qua đó đó. Mình đứng mình quay lên cho rõ, tại vì cái mặt trời mọc là bên đây nè. Hồ gình đâu quý vị. Để mình nào qua bên kia. Wow, nó bị gãy chứ quá trời luôn. Cái nhánh này quá trời to. Thì ba mình sáng này đó là đã đang cắt ở bên chùa Phổ Phước quý vị. Thì thầy điện qua, thầy coi trên mạng á, là thầy điện qua thầy nói là cố gắng giúp giùm cái, tại vì nó ngã lên cái nhà của người ta chứ không phải là khuôn viên của chùa. Nếu mà của chùa thì cũng không gấp lắm. Mấy cây sao này mình nghĩ chắc là chỉ mé thôi. Thì này là chỉ cắt trước một cái cây này, rồi sau đó khoảng chừng nào mà có rảnh á, thì sẽ qua đây cắt những cái cây lớn trong chùa này nữa nha quý vị. Cái nhánh này chắc rễ chắc cũng khoảng 2 ngày hoặc 3 ngày thì cái lá nó héo luôn rồi nè. Cái này chắc có lẽ là sẽ chặn từng cái nhánh nhỏ này xuống nè. Tại cái khuôn viên bên đó thì nó có một lỗ chút xíu để xuống à.
Thì Pháp Thủ mình đang cột cái máy để chiền lên cho bà mình cắt từng cái nhánh nhỏ ra. Rồi đó. Vào con đã cột chặn những cái nhánh, những cái cọng dây gì đó, cột vô một cái nhánh này nè để cho nó phòng trường hợp nó bị gãy đột xuất cái gì. Mấy nhánh nhỏ đó đều là hoàn toàn là treo dây hết. Mấy con sáo dưới nhà nó kêu quá chịu, sùm chứ. Bắt đầu xong xuống từ từ. Đã xuống tới rồi đó. Thì cái không gian bên dưới nó hẹp lép vậy nè. Và leo ngồi đó để chặn những cái nhánh to này quá. Rất là nguy hiểm. Ghê quá. Đêm nay gió cũng khá là mạnh á. Nghĩ mọi chừng vài bữa nó làm chắc ba mình sẽ lại tỉa những cái nhánh này luôn nè, tại vì nó dè bên nhà người ta đó. Vào nha, các cái nhánh đầu tiên của cái nhánh nó bị gãy nè quý vị. Wow, đứt rồi. Cái này, cái không gian này khá là hẹp nên là phải di chuyển qua lại rất là nhiều, nên là nếu mà có rung lắc thì quý vị thông cảm ha. Xuống từ từ ngay chỗ này nè. Cái này cũng rất là dài á. Bác Ba và Thủ mình đang nắm chịu con dây, còn chú Dân thì kéo cái đọt đi. Rồi, như vậy là an toàn rồi đó. Bà mình leo, nãy giờ mình núp trong, bà mình leo xuống nãy giờ không hay. Rồi. Bà mình có quấn một cái cọng dây hờ trên đó rồi nên là cũng đỡ sợ một chút. Ghê à. Ôi trời 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 trời.
quá dài nên là phải cột từng cái nhánh nhỏ xuống mới được. Quá trời gió luôn kìa. Cái này thì cái cây này với cái cắt chắc có lẽ là cắt một hai nhánh bự trước thôi, vài bữa nó mới quay lại cắt nữa. Tại vì đang cù ở chùa Phổ Phước. Này nó quá trời gắt luôn. Quá nguy hiểm. Thì ba mình đang cột nhánh tiếp theo để thòng nó xuống này. Ba mình đang cột, nãy mà mình cột một cái cọng dây vô cái cây sắt như đây nè và loàn lên khỏi cái mái nhà này, và ba mình đang cột cái đọt này có thể là hồi cho cắt cái nhánh bên kia đó, nhưng mà đó cho đừng có bị quơ cái này qua đó đó. Quá trời gió, quá trời gió. Phà này rất là khó luôn quý vị. Đó. Rồi để mình qua bên kia coi xuống như thế nào ha. Đây thì lần trước nó có bị bể hết mấy miếng nè. Khoảng vài tháng trước á. Cũng có một cái nhánh gãy như thế này và bể hết một lỗ. Nặng dữ lắm, bắt thủ mình nhăn mặt nhăn mày cho kìa. Đó. À, sư thầy đang đứng đó để coi đó.
nhánh nhỏ như thế này thôi là đã khó rồi.